Có biết anh chị em còn nhớ Chủ nhật vừa rồi chúng ta mừng lễ gì không? Chủ nhật vừa rồi chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Đó là một mầu nhiệm khó nuốt nhất trong đạo Công giáo của chúng ta. Và hôm nay chúng ta lại mừng mầu nhiệm thứ hai, cũng khó nuốt lắm. Đó là mầu nhiệm mình máu thánh Chúa Giê-xu. Hình như có lần tôi đã kể cho anh chị em nghe về câu chuyện của một em bé 9 tuổi mới được rước lễ lần đầu. Người ta hỏi em, đâu là sự khác biệt giữa cây thánh giá treo trên cao và bí tích thánh thể ở trong nhà tạm? Em bé đó đã trả lời rất đúng và rất chính xác. Trên thánh giá chúng ta thấy hình Chúa Giê-xu, nhưng Chúa không còn ở đó. Trong bí tích thánh thể chúng ta không thấy Chúa Giê-xu, nhưng Ngài là hiện diện ở trong đó. Mà đúng như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với mầu nhiệm thánh thể, chúng ta không thể bằng nhìn bằng con mắt xác thịt, nhưng chúng ta phải nhìn bằng đôi mắt đức tin, bởi vì đây là mầu nhiệm đức tin. Như chính thánh Phaolô cũng đã nói với chúng ta rằng, là Kitô hữu, chúng ta bước đi trong cái nhìn đức tin, chứ không phải bước đi với ánh mắt giác quan của chúng ta. Và như để củng cố niềm tin cho chúng ta, Thiên Chúa đã cho các phép lạ về thánh thể xảy ra trong suốt dòng lịch sử của giáo hội. Tôi còn nhớ vào năm 2000, lúc đó tôi còn học ở Roma, Italia. Tôi được may mắn kính viếng ở một nhà thờ, trong đó chứa đựng minh mẫu thánh Chúa Giê-xu. Sự tích là vào năm 700, tại làng Lanciano nước Ý, một linh mục đã hồ nghi khi dân thánh lễ, và Chúa đã cho phép là xảy ra lúc Ngài truyền phép. Khi Ngài nhìn xuống bàn thờ thì thấy bánh đã trở thành thịt và rượu đã biến thành máu. Và đây là phép lạ cổ kính nhất đã được tòa thánh cho xét nghiệm đến 5 lần. Và ngày nay thánh tích này còn được trưng bày, có rất đông khách hành hương đến viếng thăm. Chính khoa học đã xác nhận đây chính là thịt máu thật của một con người, và thịt máu thật này thuộc nhóm AB. Trong máu có protein là chất thường có để giữ máu mình tươi, có đủ các chất như thịt máu của chúng ta và các chất khoáng như chlorine, phosphorus, magnesium, potassium, sodium và calcium. Và trọng lượng của máu là 16.505 gram. Và sau khi nghiên cứu, giáo sư Linoli tuyên bố rằng, tôi không thể ngờ được trong những điều tôi phân tích đó có những chất hữu cơ cách đây 12 thế kỷ. Khoa học phải đầu hàng trước sự kiện lạ lùng không thể giải thích được này. Ông đã viết kèm theo hồ sơ phân tích cho dòng Francisco một câu rất ngắn: In principio erat verbum, et verbum caro factum est. Từ đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời đã trở nên máu thịt cho chúng ta. Và những lời quả quyết trên đây được giáo quyền xác nhận trong một cuốn sách nhỏ có chuẩn ứng của đức cha Leopoldo Teofili, tổng giám mục Lanciano. Việc các di tích thánh này được lưu trữ một cách tự nhiên trong suốt 12 thế kỷ, không cần dùng đến hóa chất, chỉ giữ trong không khí bình thường mà thôi, mà thịt máu vẫn tồn tại một cách khác thường. Đó là một hiện tượng không sao giải thích được theo phương diện khoa học. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội long trọng mừng đại lễ minh mẫu thánh Chúa Giê-xu là để nhắc nhở chúng ta một chân lý rất quan trọng, đó là tính Chúa Giê-xu đã chết để cho mọi người chúng ta được sống. Ngài chấp nhận chiều độ máu đào của Ngài qua cả chết trên thập giá, và Ngài muốn máu Ngài trở nên thức uống để giải khát cho mọi người chúng ta. Thật là một tình yêu cao cả, lạ lùng khó tả.
Chính vì thế mà mỗi khi chiêm ngắm thánh thể Chúa Giêsu, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước tình yêu bao la của Người. Một tình yêu vô cùng cao cả, nhưng lại vô cùng đơn sơ. Đơn sơ đến nỗi nó chỉ gói gọn trong một hình ảnh của một tấm bảnh đơn hàng. Nhiều người tự hỏi, tại sao Chúa không hóa thân làm viên ngọc bích hay một viên kim cương đắt giá, mà lại chỉ là một tấm bảnh quá sức tầm thường đến thế? Ai có thể trả lời được? Thật ra tuy bình thường, nhưng bảnh vẫn là lương thực cần thiết cho mọi người chúng ta. Cũng như khí trời, cũng như nước uống, bảnh đi vào các sinh hoạt hàng ngày của con người chúng ta. Bình thường lắm, nhưng không có không được. Bình thường lắm, nhưng thiếu nó, chúng ta sẽ chết đói. Khi sinh mình là bảnh bờ trời, Chúa Giêsu bày tỏ một tình yêu tha thiết, sẵn sàng chiều nghiền nát, chiều tan biến, chiều chết cho nhân loại. Chúa chiều chết cho chúng ta được sống, Chúa chiều hoài cho chúng ta được lành lặn cả thương tích, Chúa bé nhỏ đi để chúng ta được nên lớn mạnh. Nói đúng hơn, tấm bánh bị tiêu hóa để thực hiện một tình yêu hiệp thông, vì tấm bánh bao giờ cũng gợi lên một cuộc đoàn tụ, tấm bánh bao giờ cũng gợi lên một bàn tiệc. Tại đó anh em quây quần trong tình yêu thương để chia sẻ lương thực cũng như chia sẻ tâm tình. Thật không có gì đẹp hơn, không có gì quý hơn. Chính Chúa Kitô tự hiến mình để quy tụ chúng ta. Chính Chúa Kitô bị bẻ ra để cho tình huynh đệ nhân loại được mặn mà thắm thiết hơn. Rồi đến lượt chúng ta cũng thế. Chúng ta phải yêu mến Chúa, yêu mến bí tích thánh thể trong sự hành cũng như trong cách sống. Nhưng yêu mến bí tích thánh thể trong cách sống là gì? Nếu không phải là chúng ta trở nên hiền lành, trở nên khiêm tốn, trở nên bé nhỏ và gần gũi với những người nhỏ bé nghèo hèn. Yêu mến bí tích thánh thể trong cách sống là gì? Nếu không phải là chấp nhận hao mòn, quên mình, chấp nhận thiệt thòi vì Chúa và vì anh em. Yêu mến bí tích thánh thể trong cách sống là gì? Nếu không phải là xây dựng tình đoàn kết, tình huynh đệ với những người sống quanh ta trong mọi môi trường của cuộc sống hàng ngày. Đức cha Hender Camara, tổng giám mục giáo phận Sai ở Brazil, đã chia sẻ kinh nghiệm đời sống, hoạt động và chính niệm của Ngài như sau. Mỗi sáng, tôi được nuôi dưỡng bằng Đức Kitô trong bí tích thánh thể. Rồi suốt ngày, tôi được gặp gỡ Đức Kitô nơi anh chị em của tôi, cùng một Chúa Giêsu ấy ở trên bàn thờ và cùng một Chúa Giêsu ấy ở trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta rất nhiều người quên đi chân lý này. Hiệp nhất với Chúa Kitô phải đưa đến hiệp nhất với anh em, nhất là những người nghèo đói, nhất là những người bất hạnh. Đúng như thế, bí tích thánh thể là căn nguyên của sự hiệp nhất. Nếu mọi người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo hội năng lực nhận bí tích thánh thể, tất cả sẽ hiệp nhất với Chúa và với nhau. Vì thế sống bí tích thánh thể cũng chính là sống yêu thương, sống cảm thông, sống đoàn kết, sống hiệp nhất. Chúng ta phải bắt chước cộng đoàn Jerusalem ở những năm tháng đầu tiên khi giáo hội còn phôi thai. Từ nghi thức bẻ bánh trở về, họ đã gom góp tài sản làm của chung, rồi phân phối theo nhu cầu của mọi người, đến nội dân ngoài đã phải thán phục và kêu lên rằng: kia, xem họ yêu thương nhau biết nhường nào. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Hàng ngày, hay nữa là hàng tuần, chúng ta đều đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Thế nhưng trong cuộc đời, chúng ta đã thật sự yêu thương nhau, sống cảm thông, sống hiệp nhất với nhau chưa? Thực vậy, có nhiều người trong chúng ta chỉ sống đào trong nhà thờ, nhưng lại không sống đào giữa lòng cuộc sống. Tới nhà thờ, họ là những con chiên ngoan đào, nhưng khi thánh lễ kết thúc, bước vào cuộc đời, họ lại vội vã dẹp bỏ niềm tin. Như cội áo, bộ áo quần đẹp họ mặc vào khi đi dinh thánh lễ, cất lại vào trong tủ, để rồi hóa kiếp thành một người vô đạo, cùng sống bất công,
cùng sống ghen ghét, cùng sống tham lam, cùng sống hận thù như tất cả mọi người khác. Họ tất biệt hẳn đề ra khỏi cuộc đời, và đôi khi còn tệ hơn, trong suốt khoảng thời gian còn lại, họ quên đi mình là người công giáo. Tôi nghĩ rằng cách sống đạo chỉ hàng hẹp trong bốn bức tường nhà thờ như thế chắc chắn sẽ không làm đẹp lòng Thiên Chúa đâu. Bởi vì chính Ngài đã muốn chúng ta phải sống đạo ở giữa đời. Ngài đòi hỏi chúng ta phải trở nên như men trong bột, như muối trong thức ăn, như ánh sáng trong đêm tối. Nghĩa là tinh thần của phúc âm phải thấm nhiễm vào toàn bộ cuộc sống của chúng ta, rồi từ nền tảng ấy nó mới dần dần cải tạo môi trường xã hội mà chúng ta đang sống. Nói cách khác, khi linh mục chủ tế nói với anh chị em hãnh lễ đã xong, chúc anh chị em về bình an, điều đó không có nghĩa là hãnh lễ đã kết thúc khi cánh cửa nhà thờ khép lại, nhưng hãnh lễ phải được kéo dài ra mãi, hãnh lễ phải được kéo dài giữa lòng cuộc đời, hãnh lễ phải được kéo dài ra trong chính cuộc sống của mình. Mọi người chúng ta phải trở nên muối ướp cho xã hội khỏi ương thổi, phải trở nên men làm cho xã hội dậy lên hương thơm thánh thiền, phải trở nên ánh sáng phá tan bóng tối đang bao phủ xã hội. Và như vậy cuộc đời chúng ta phải là một thánh lễ nối dài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban chính mình mẫu thánh Chúa cho chúng con, để chúng con được nên một với Chúa, để chúng con được nên một với nhau. Và đây là quà tặng quá độ tuyệt vời, là hồng ân vô cùng cao quý, không có gì sánh được. Xin cho chúng con đừng thờ ơ, đừng hờ hững với món quà vô giá này, nhưng biết sốt sẵn lạnh nhận hồng ân vô giá này với tâm tình cảm tạ sâu xa và tri ân đến muôn đời. Amen.